Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Làn điệu và chùa Mời Trầu, và với giai điệu này quý vị khách quý chúng ta còn được thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ Lệ Hằng, trưởng thành nhà hát chèo tỉnh Nam Định. Và cái nữa là để quý vị khách quý quê hương Nam Định chúng ta thì không những nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh như đền Trần Trung Tháp, non côi sông Vị, mà quê hương chúng ta còn nổi tiếng với những làn điệu chèo, những làn điệu hát văn ngọt ngào làm say đắm lòng người. Và những làn điệu hát văn của quê hương Nam Định thì đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với giọng hát của Lệ Hằng qua một bài hát văn chân quê được phổ thơ tình từ nhà thơ tình Nguyễn Bính. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, toàn thể bà con nhân dân chúng ta cùng thưởng thức. tình cảm của toàn thể liên kết với toàn thể bà con nhân dân, chúng ta đã và đang có mặt hiện diện sớm nhất tại khuôn viên của chùa và được cùng lắng nghe với những ca khúc mà các nghệ sĩ trở về từ nhà hát chèo tỉnh Nam Định hân hạnh mang đến những lời ca tiếng hát để chúc mừng cho buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tái ngồi lại với giọng hát của nữ ca sĩ Hải Anh và qua một ca khúc được mang tên Non Nước Hữu Tình. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, toàn thể bà con nhân dân chúng ta cùng thưởng thức.